Hello, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại với các bạn ở video hướng dẫn ngày hôm nay của mình. Rồi, tiếp tục với những cái mẹo hay, thủ thuật ở trên Facebook. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo hay về Facebook. Đó là giúp cho các bạn tìm được những cái người mà gửi cho bạn lời mời kết bạn đầu tiên ở trên Facebook. Nhiều khi các bạn muốn tìm hoặc là đơn giản vì các bạn muốn tò mò xem ngày xưa ai đã gửi cho mình cái lời mời kết bạn đầu tiên ở trên Facebook. Đó thì mình sẽ hướng dẫn. Và cách thứ hai là mình sẽ giúp cho các bạn là kiểm tra xem và cũng tìm xem ai là bạn bè của bạn lâu năm nhất. Đó, ai là cái bạn người bạn tri kỷ của bạn kết bạn được thời gian lâu nhất ở trên Facebook, tính từ khi các bạn lập cái tài khoản Facebook cho đến hiện tại nhé. Rồi, bạn nào mà đang tò mò mà muốn tìm hiểu hai cái cách mà mình vừa nêu trên thì trong video này các bạn cùng theo dõi với mình nhé. Và khi các bạn xem video thấy hữu ích thì các bạn cho mình một nút like để tạo cho mình một cái động lực để mình ra những cái video hướng dẫn tiếp theo cho các bạn nhé. Rồi bây giờ mình cùng các bạn đi vào phần hướng dẫn trong cái video này nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mà các bạn tìm được cái bạn bè lâu năm nhất cũng như là cái người gửi kết bạn cho các bạn lâu nhất nhá. Đấy, gửi các bạn đầu tiên ấy, đó. Thì cái cách này thì các bạn sẽ thực hiện trên tất cả các cái điện thoại nhá, cũng như là cái hệ điều hành. Rồi, cái video nào mình nhắc là tất cả các điện thoại làm được thì các bạn đều thực hiện được thành công và các bạn không cần phải hỏi ở trên điện thoại nào nhá. Rồi, bây giờ các bạn sẽ truy cập vào cho mình cái ứng dụng Facebook của các bạn nhé. Để thực hiện được thì các bạn phải cần có ứng dụng Facebook chắc chắn rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái phần là biểu tượng trang cá nhân của các bạn nhé. Rồi, các bạn chọn cho mình biểu tượng trang cá nhân này. Đó, sau khi các bạn chọn vào biểu tượng trang cá nhân, các bạn sẽ trượt lên. Rồi, các bạn trượt lên cho mình. Các bạn trượt lên và tìm đến cái mục là bạn bè nhé. Đây, các bạn tìm đến mục bạn bè này. Sau khi các bạn tìm đến cái mục bạn bè xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là xem tất cả bạn bè này. Các bạn click vào cho mình nhé. Đó. Rồi sau khi các bạn xem tất cả bạn bè xong thì nó sẽ hiện ra cho các bạn tất cả cái danh sách bạn bè ở đây như các bạn đang nhìn thấy nhé. Và cái bước tiếp theo các bạn sẽ các bạn nhìn trên góc phải màn hình này có cái dấu cộng này. Đó, cái dấu cộng ở đây nhé. Rồi các bạn sẽ cộng vào cho mình. Các bạn sẽ chọn vào dấu cộng đó. Ok. Sau khi các bạn chọn vào cái dấu cộng thì các bạn phải vuốt, các bạn kéo xuống nhé, kéo xuống và các bạn chọn lên đầu tiên. Đó, ví dụ như đang ở đây này, đó, các bạn sẽ kéo xuống nhé để cho nó nhảy lên trên nhé, để cho nó lên trên đầu này. Đó, ok nhé. Sau khi các bạn kéo trượt lên xong thì các bạn sẽ nhìn cho mình cái mục là, đây các bạn chọn cho mình là xem tất cả này. Đó, xem tất cả, các bạn chọn xem tất cả cho mình nhé. Rồi, sau khi các bạn chọn xem tất cả xong, nó tiếp tục chuyển cho các bạn một cái giao diện mới. Và tiếp tục các bạn nhìn trên cái phần góc phải có cái phần sắp xếp. Đó, ok, các bạn sẽ click vào phần sắp xếp này. Rồi, và đến đây thì các bạn sẽ nhìn xuống cho mình nó sẽ có ba cái phần, là đầu tiên là phần mặc định này, lời mời kết bạn mới nhất từ trước nhất đầu tiên. Đây, lời mời kết bạn mới nhất trước tiên, lời mời kết bạn cũ nhất trước tiên. Đó, thì ở đây thì mình yêu cầu mình mục đích nội dung của mình là xem cái lời mời kết bạn lâu năm nhất, đấy, cũ nhất ấy, đó. Ở đây thì nó sẽ mặc định cho các bạn nhé. Còn các bạn muốn xem lời mời kết bạn mới nhất cũng được. Đây, thì các bạn sẽ click vào là lời mời kết bạn cũ nhất, đó. Tức là lời mời kết bạn đầu tiên ấy, đó. Rồi, đây các bạn nhìn chưa? Đây, đây sẽ là cái người mà gửi cho các bạn lời mời kết bạn đầu tiên, đấy, cũ nhất cách đây 6 năm, tức là từ khi mình lập cái tài khoản Facebook này. Rồi, đây Nguyễn Long. Đó, ok, đấy là cái phần xem cái người gửi lời mời kết bạn đầu tiên, tức là bạn, đúng rồi, gửi các bạn đầu tiên cho các bạn ở trên Facebook đấy. Rồi, để xem cái bạn bè lâu năm nhất, các bạn sẽ quay trở lại một bước này. Đó, các bạn quay trở lại một bước nhé. Đây, đến đây thì các bạn sẽ, ví dụ các bạn đang ở bước này chẳng hạn nhé. Đó, thì các bạn sẽ quay trở lại này. Rồi, quay trở lại đến đây thì các bạn tiếp tục nhìn lên cái thanh này, đó, ở bên cạnh cái phần gợi ý, các bạn chọn vào ô bạn bè cho mình nhá, đây này, ô bạn bè này. Rồi, các bạn sẽ chọn vào cho mình là bạn bè. Đó. Rồi ok nhá. Rồi, cũng tương tự như ở trên
cái phần là bạn bè, lời mới kết bạn đầu tiên. Thì trong cái phần bạn bè này, các bạn hãy chú ý cho mình cái phần là sắp xếp này này. Đó, chú ý cho mình sắp xếp này. Đó, các bạn chọn vào sắp xếp. Rồi, nó cũng ra ba cái mục giống như ở cái phần trước là mặc định này, bạn bè mới nhất này, hoặc là bạn bè lâu năm nhất từ trước trước tiên. Rồi, đây thì nội dung của mình là chủ yếu là tìm bạn bè lâu năm nhất thôi. Rồi các bạn sẽ click vào cái phần là bạn bè lâu năm nhất cho mình. Rồi, các bạn click vào nhá. Đó. Thì đây thì nó sẽ hiển thị cho các bạn là những cái người bạn lâu năm nhất. Ví dụ như đây, Thu Thủy chẳng hạn của mình đây là tiếp theo. Đó, tiếp theo. Đấy là những người bạn mà lâu năm nhất của mình. Để mà xem thời gian xem được bao nhiêu thì các bạn hãy chọn cho mình cái mục 3 chấm ở từng người này nhá. Đây, ví dụ bạn này chẳng hạn. Đấy. Thì đây là từ tháng 9 2012. Đấy thì các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn thấy là nó hiển thị rất là rõ ràng. Tiếp theo những cái người tiếp theo này. Đấy thì cũng từ tháng 9 đấy. Nói chung là những người lâu năm nhất thì nó sẽ hiển thị ở trên này. Đó, các bạn nhìn chưa? Nó sẽ hiển thị ở trên cái phần đầu tiên. Ưu tiên là bạn bè lâu năm nhất cho đến những cái người ở bên dưới này. Các bạn kéo xuống nó sẽ là người kết bạn mới nhất. Đó. Và các bạn có thể xem được cái thời gian này. Thời gian rất là rõ ràng. Từ tháng 9 2012. Đó, đến bây giờ. Đó, rất là lâu năm. Đó, thì bạn nào mà muốn nhắn tin chúc mừng tình bạn này thì bạn có thể nhắn tin. Đó, các bạn có thể nhắn tin này. Nhắn tin ở đây luôn. Đó, đấy. Ok, thì đó là hai cái cách mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong để làm sao mà các bạn có thể xem được cái lời mời kết bạn đầu tiên và cái bạn bè của các bạn lâu năm nhất ở trên Facebook rất là dễ hiểu và đơn giản. Rồi, các bạn nếu mà thực hiện thành công thì các bạn nhớ để lại ý kiến ở dưới phần bình luận video giúp mình nhé. Rồi, chúc các bạn thành công và đừng quên ủng hộ mình bằng cách các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Vậy là mình cũng vừa hướng dẫn xong cho các bạn hai cái cách vô cùng đơn giản và nhỏ trên Facebook, đó là giúp cho các bạn là xem ai là người bạn bè lâu năm nhất của các bạn ở trên Facebook. Thứ hai là biết được ai đã gửi lời mời cho các bạn đầu tiên ở trên Facebook. Đó, thì hai cái cách này thì nó cũng chỉ là một cái mẹo nhỏ ở trên Facebook thôi. Nhưng mình nghĩ rằng nhiều bạn cũng chưa biết hai cách này. Thì những bạn nào mà xem video mà các bạn đã thực hiện thành công, hoặc là các bạn gặp một cái vấn đề nào trong cái phần thực hiện hướng dẫn, thì các bạn hãy để những ý kiến đóng góp xuống phần bình luận giúp mình nhé. Rồi. Và những bạn nào là lần đầu tiên cũng như vừa xem được cái video này của mình, các bạn ủng hộ mình bằng cách các bạn nhấn cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình thêm nhé. Đó, tuy các bạn cho mình một nút like các bạn chỉ mất khoảng 1-2 giây, nhưng đó là cái niềm động lực vô cùng to lớn đối với mình. Đó, để mình có động lực ra những cái video hay hoặc là hữu ích cho các bạn ở những cái video tới nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Các bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn hãy để dưới phần bình luận video giúp mình nhé. Mình sẽ đọc và tham khảo ý kiến của các bạn. Rồi, xin chào nhé.